Thưa quý vị, trong khi đó thì vụ tai nạn liên hoàn xe ô tô đâm vào 17 xe máy tại địa bàn phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội vào chiều ngày hôm qua cũng được coi là vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thủ đô. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các nạn nhân đã kịp thời được lực lượng công an quận đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện gần nhất trên địa bàn. Tình hình sức khỏe của các nạn nhân như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên thời sự tại Bệnh viện E, nơi điều trị 14 trên 17 bệnh nhân. Tại khoa phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và y học thể thao, 4 bệnh nhân tại đây hầu như đã tỉnh táo. Chỉ có một bệnh nhân nặng về phần xương đùi đã được phẫu thuật ngay trong đêm hôm qua. Sức khỏe được nhận định là có tiến triển tốt. Giờ tối hôm qua thì anh trai em đã được mổ chân và đã hôm đến sáng nay thì đã tỉnh táo và đã nói chuyện bình thường. Vấn đề thì hiện tại là phần chân thôi, phần đầu thì vấn đề gì. Bệnh viện em đã rất là nỗ lực, ngay lập tức đã có phương án là chụp cắt lớp như là mổ chân cho anh trai của em. Thực sự cảm ơn các y bác sĩ của bệnh viện E cũng như các cán bộ công an cũng đã hỗ trợ rất là nhiều trong về vấn đề đưa anh trai em đi cấp cứu. 3 bệnh nhân còn lại thì đều là những cái bệnh nhân có gãy xương và có chấn thương phần mềm. Tuy nhiên là cái mức độ nó không phải là mức độ quá nặng nề. Và những cái trường hợp đấy thì đến thời điểm hiện tại thì tình trạng bệnh nhân đều ổn định và chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá thêm một số các cái thăm dò chức năng khác để điều trị bệnh nhân. Đến thời điểm hiện nay, những bệnh nhân nhẹ đã được xử lý và cho xuất viện về nhà theo dõi. Hiện còn 8 bệnh nhân đang được điều trị nằm tại các khoa hồi sức tích cực, phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và y học thể thao cùng khoa phẫu thuật chấn thương. Hiện tại còn 2 bệnh nhân rất nặng vẫn đang được điều trị tích cực. Có 2 ca nặng phải thở máy, 1 ca thì chấn thương sọ não, hôn mê rất sâu và chuyển lên khoa hồi sức để tiếp tục hồi sức, cấp cứu, điều trị chắc sẽ phải nằm viện lâu dài và tiên lượng rất nặng. Cũng chưa dám khẳng định là diễn biến thế nào nhưng mà nhiều khả năng rất xấu. Ca thứ 2 nữa cũng sốc đa chấn thương, chấn thương sọ não, rồi sốc đến đang nghi ngờ là bị chấn thương cột sống, sốc tủy và bệnh nhân có gãy cẳng chân. Đại diện Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ và Công an quận sáng nay cũng đã đến tận nơi thăm hỏi, động viên các bệnh nhân. Có thể thấy là đây là sự việc rất là hữu ích xảy ra trên địa bàn quận và rất là đặc biệt. Thế thì tuy là lần đầu tiên nhưng mà chúng tôi thấy đánh giá cao cái sự vào cuộc của ngành công an và y tế. Thế trước hết là công an trong cái xử lý về hiện trường và khẩn trương điều tra cũng như có kết quả sớm. Và y tế thì đã khẩn trương đưa các bệnh nhân đi tất cả các bệnh viện trên địa bàn gần nhất. Và đến nay có thể đánh giá được kết quả rất là chúng tôi hài lòng và chúng tôi ghi nhận cao. Đây là sự việc hy hữu xảy ra trên địa bàn Hà Nội. May mắn đến thời điểm hiện tại chỉ có bệnh nhân bị thương đang được các bác sĩ tích cực cứu chữa.